Từ khi bắt đầu cuộc chơi em về nó cũng có mấy cái sự cố kiến. Thì đối với lại HV á, ồ rồi vô cái tăng này cũng mát lạnh luôn. Nói chung là nó không có cần không gian quá nhiều. Tụi này nó không có ăn nước đường luôn, nó chỉ tiêu thụ đạm thôi. Rồi mình sẽ cho các bạn coi HV nha. Ồ có ấu à kìa, có ấu à kìa. Có ấu rồi. Hôm bữa mình cho nó ăn xong giờ nó dồn rác bên này nha. Tiếp theo là một tin không được vui lắm. Thời gian đầu mình cũng sáo tới sáo lui, đâm ra là Queen nó chết rồi các bạn. Ê, Queen nó đi bụi rồi các bạn. Giờ chỉ còn mấy worker thôi. Và không có con Queen để mà cho ra cái thế hệ mới. Cho nên là cái đàn này nó sẽ sụi từ từ các bạn nha. Nói chung là mình nuôi con gì mình cũng thương hết. Cho dù đó là con côn trùng. Và chúng ta thấy những bạn kiến đi bụi đây là nó hình thành nấm. Mình nghĩ cái cải tiến là nên cải tiến cái này nè. Cái này không nên bắt ốc cố định đâu. Tại vì giờ mình muốn vệ sinh cái này cũng rất là khó vệ sinh nè. Mình sẽ cho mấy bạn kiến này ra. Rồi mình sẽ gửi cái tổ này cho về cho bạn Quốc Cường. Để bạn Cường cải tiến một số thứ. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, 50 anh em đang coi phim livestream nha. Thì mình sẽ cập nhật cái tình hình cái ba cái tổ kiến. Nói chung là có ba cái tổ kiến, mình sẽ tập cập nhật tình hình. Cũng có những cái sự cố các bạn. Trong từ khi bắt đầu cuộc chơi đến giờ nó cũng có mấy cái sự cố kiến. Nó chưa có hoàn thiện lắm. Thì giờ chúng ta cùng coi quan sát coi. Đây đây đây. Các bạn thấy là cái tủ làm mát mình có giới thiệu với các bạn ở clip trước rồi ha. Thì bây giờ nhiệt độ ngoài trời đang là 33 độ 5. Gần 34 độ luôn, rất là nóng. Nhưng mà bạn coi trong cái thùng ấp nè, nó đang ở mức 26 độ 7 là cái của cái tầng trên này. Cái tầng dưới thì nó là 27 độ 3 và nó sẽ còn xuống nữa nha. Nó sẽ xuống cho tới mức 23 độ 5 thì là đầu con sò lạnh nó sẽ ngưng hoạt động. Đó, thì xong rồi nhiệt độ khi mà nó tăng lên thành 24 độ 5 thì con sò lạnh nó lại hoạt động. Đó, thì cái gọi là cái cơ chế hoạt động, cách vận hành nó là vậy thôi. Ok. Để coi coi. Đầu tiên mình sẽ cập nhật cho các bạn cái ổ HV. Hôm bữa một bạn tặng cho mình. Thì hôm đó là mình quay trong cái hộp nhựa thôi, không có thấy rõ con kiến. Thì sau đó là mình có đi tìm một cái tăng. Mình cho các bé nó vào. Thì đối với lại HV á, rồi vô cái tăng này cũng mát lạnh luôn. Rồi vô cái tổ này nó cũng mát luôn nè. Nó đang nằm trong cái khu vực mát nè. Thì đối với HV thì cái tổ nó nhỏ thôi. Tại vì nó giống như mình có giới thiệu với các bạn lần trước rồi là nó sinh trưởng rất là chậm. Đó, và nó nói chung là nó không có cần không gian quá nhiều. Tụi này nó không có ăn nước đường luôn, nó chỉ tiêu thụ đạm thôi. Đó, thì nó cũng khá là gọn. Cái bình chứa nước này nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho cái nét ở trong này. Và đồng thời nó cũng uống ở trong này luôn. Thì anh em nói con HV thì nó sẽ rất là dễ bị stress. Cho nên là anh em yêu cầu anh em nói mình là che kính luôn. Thì cái này mình đang là xài kiến trong nè. Rồi mình sẽ cho các bạn coi HV nha. Cũng khá là to. Kèn nó dài. Này lấy đèn pin chưa không ta? Cần đèn pin không? Khỏi à. Sáng rồi đó. Đây các bạn, nó đang tập trung cái khu vực mà có ẩm cao, có nước nè. Còn bên này là cái khu hour. Hour này thì hôm bữa là nó chống trơn. Mình thì mình sử dụng cái gì đó các bạn nhìn đang biết không? Này là đất ấp trứng của Igu ha. Đó, thì mình lấy vô mình làm chất nền luôn. Thì nó cũng sẽ có cái độ ẩm ở trong này. Nó có cái độ ẩm cái trong cái cục đất này, nó có chứa cái ẩm trong này. Thì mình qua mình làm nền cho kiến luôn. Đó. Nó đang rút trong này nè. Chắc chiều nay mình sẽ cho bé nó một ít cái mồi để nó ăn. Cũng khá là to ha. Đối với HV mình thấy rõ là hai cái càng của nó rất là dài và nó xỉa ra trước vậy nè. Ồ có ấu à kìa, có ấu à kìa. Có ấu rồi. Có ấu à kìa, mới để ý luôn. Ấu còn nhỏ xíu. Được.
Nhưng mà tụi này nó rất là dễ stress các bạn nha. Nghĩa là nhiều khi nó stress quá là nó dứt ấu nó luôn. Và bên góc bên này là nó ăn và nó để rác bên này nè. Anh em thấy không? Nó dồn rác qua bên này. Bữa mình cho nó ăn xong giờ nó dồn rác bên này nha. Cũng khá là sống ngăn nắp sạch sẽ. Thì theo như các bạn đi trước, các bạn chia sẻ là HV nó khá là khó chịu. Sao ta? Gọi là hiếm có trường hợp nào mà cần đổi nét, cần đổi cái tăng to hơn lắm. Tại vì nó sẽ khó phát triển, khó sinh sản, khó phát triển đàn. Và cho dù nó có phát triển đàn thì tới khoảng 100 cá thể ha. 100 cá thể là bắt đầu nó sẽ gọi là sao ta? Nào nó gây cấn với nhau rồi. Nó gây cấn với nhau thì nó sẽ sụi cái đàn đó. Thì theo như anh em chia sẻ là vậy, thì để mình trải nghiệm coi sao. Bạn Quốc của kênh Best Review Việt Nam á, Best Việt Nam Reviewer á, của bạn Quốc á, thì cái tổ HV của Quốc cũng đẻ ấu rất là nhiều. Và mới về thì nó cũng bị stress. Rồi Quốc mới bỏ vô cái tủ tối thui luôn. Thì bắt đầu nó bình tĩnh trở lại là nó cũng ấu rất là nhiều luôn. Thì giờ mình thấy mình cũng bắt đầu có ấu rồi nè. Thấy ngon ngon rồi nè. Ok, thôi. Tới đây thôi, làm quá em nó sợ. Thì khoe khoe các bạn chút xíu. Đây các bạn, nhỏ xíu vậy là đủ chơi rồi. Nó có cây nước này mình thấy cũng tiện nè. Nó chứa được nhiều nước và nó không cần chăm tới chăm lui nhiều. Tiếp theo là một tin không được vui lắm. Đây là cái ổ Chabonicus. Chabonutus Chabonicus. Thì cái ổ này là mình bắt về từ bạn Hoàng Lê Việt Hoàng ngoài Hà Nội ha. Thì mình về chắc là thời gian đầu mình cũng sáo tới sáo lui, đâm ra là Queen nó chết rồi các bạn. Ê, Queen nó đi bụi rồi các bạn. Giờ chỉ còn mấy worker thôi. Còn Queen thì nó đi bụi, nó rã ra rồi. Nói chung cái đàn này thì nó fail rồi. Tại vì nó mất Queen rồi, thế nên cái đàn này từ từ nó sẽ rã. Những con worker thì nó sẽ coi như nó sụm từ từ. Và không có con Queen để mà cho ra cái thế hệ mới, cho nên là cái đàn này nó sẽ sụi từ từ các bạn nha. Thì khá là đáng tiếc. Thì đây là cái mất mát thứ hai. Cái này nó chưa mất, nó mất cái này coi như là nó sẽ không còn đường phát triển nữa rồi. Nó sẽ rụng từ từ. Thì đây là cái mất mát thứ hai từ khi mà mình tham gia bộ môn kiến. Đầu tiên là cái đàn Chapchor. Đó là cái đàn đầu tiên của mình, đàn kiến đầu tiên của mình. Thì cái đàn đó nó cũng không có coi như là phát triển tốt, nó bị stress khá nhiều, đâm ra từ từ nó rụng hết luôn. Còn đây là cái ổ Chabonicus thì nó đã đi bụi con Queen rồi. Thì theo như anh em chia sẻ, con Queen nó ít khi nào nó ra khỏi cái, nó đi ra ngoài cái khu vực hour lắm. Còn cái con này hôm bữa mình cho nó đi ra ngoài cái hour, và hôm bữa thì mình nói chung là mình nuôi con gì mình cũng thương hết, cho dù đó là con côn trùng. Thì hôm bữa mình phát hiện ra là con Queen nó đã đi bụi rồi. Thì mình nhớ lại hôm bữa lúc mà mình quay clip á, thì lúc đó mình có sử dụng cái đèn pin, nhưng mà cái đèn pin nó công suất nó lớn quá. Còn đèn pin nó là nó chiếu là siêu sáng. Để mình chiếu vô đây mình quay clip cho các bạn coi. Thì lúc mình chiếu vô á, thì mình thấy con Queen nó chạy toán lạng. Anh em nào mà chưa coi clip đó có thể coi lại. Thì con Queen lúc đó là nó chạy toán lạng hết. Thì không biết là có phải do cái đó là cái nguyên nhân để cho bé nó bị stress và nó dẫn đến cái tình trạng là nó đi bụi như thế này không. Nhưng mà dù sao đây cũng là cái bài học của mình, sau này mình sẽ sử dụng những cái đèn mà nó vừa phải thôi. Cái hôm bữa nó sáng quá, mình chiếu nó sáng luôn. Đó, thì có thể đó là cái sai lầm của mình, rồi mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Rất là đáng tiếc. Mình cho đồ ăn vô thì nó tha xuống cái, ở đây tổng cộng có cái dàn lắp ráp này nó có 6 cái ống nghiệm. Thì mình cho đồ ăn vô đây. Tự nó lôi đồ ăn vô đây. Nó ăn xong rồi ở đây hình thành một cái khoang rác. Đó.
nằm ở đây. Nhưng mà rất tiếc thì là con Queen nó là đi bụi rồi. Thì mình cũng đang săn nhờ anh em tìm một cái ổ Chabo mới. Thì anh em đang coi clip, đang coi livestream này, nếu mà biết bạn nào mà có ổ Chabo mà muốn chia lại á thì có thể giới thiệu giùm mình ha. Mình thấy Chabo nó cũng khá đẹp, cái con Queen nó khá bự ngầu đó. Thì anh em mà biết ai có hoặc là anh em có muốn chia lại thì có thể nhắn tin giùm mình nha, để mình tìm đó. Đây là con rác. Còn ở đây thì theo như mình quan sát á, khi mà con Queen nó đi bụi thì cái ổ này nó cũng nhỏ bạn. Ổ này bữa mình lấy về hình như là chỉ có một Queen với lại 6-7 quật cơ về. Thì bây giờ thì theo mình quan sát thì còn đúng có một con quật cơ thôi. Còn mấy con kia nó cũng đã rụng theo rồi. Rất là buồn. Mình chưa gỡ. Ồ, cái đất này nó cũng cứng luôn. Cái ẩm nó do nó cứng luôn. Đó, đây là cái mất mát thứ hai trong cái bộ môn chơi kiến này của mình. Sẽ rút kinh nghiệm được nhiều ha. Cái ổ dạng lắp ráp này chơi cũng hay. Có điều là nó sẽ bị khó cái vụ mà che che tối á. Như là kiến thì nó không có thích ánh sáng, thì chúng ta thường che tay tối hoặc chúng ta che bằng cái tấm mica đỏ. Thì cái này nó sẽ bị cái vấn đề là nó hơi khó che chút xíu ha anh em ha. Hơi khó che. Hoặc là có thể anh em mốt thiết kế một cái miếng mica đỏ thành cái hộp nhét vô đây cũng ok nè anh em. Anh em nào mà làm mica đỏ đút vô đây, đút nguyên cái vô đây luôn nè, cũng đẹp chứ bộ. Xong rồi gỡ ra, lúc đó mình cho con ốc này nó quay ra ngoài. Nói chung là thiết kế che sao gáp vô đây nó che được khúc này nè. Còn cái tấm phiên á, tấm phiên thì để lên rớt xuống, nó không có cái khớp hoặc là cái khung gì đó để mà nó giữ lại cái này. Để vô đây là dính luôn. Còn bữa mình có cái tấm phiên nhưng mà để nó rớt tới rớt lui rồi. Tội nghiệp giờ có mình nó trong đây thôi. Giờ còn có mình ảnh nè. Còn nhiều thì nó đi bụi hết rồi. Để mình kiếm lại ổ khác. Rồi. Rồi. Tiếp theo nữa là tới cái này. Đây là cái tăng bằng gỗ nguyên khối và được đục khoét tạo nét hour đồ. Thì cái đàn này hôm bữa đó lúc mình quay lên á và chúng ta thấy những bạn kiến đi bụi ở đây là nó hình thành nấm. Thì bữa là chủ nhân cái bạn mà chế tác ra cái này là bạn Cường á có nhắn tin cho mình, thì nói là anh Nam gửi về cho em đi, tại vì cái này giống như là, thì bạn đó cũng nói ngay từ ban đầu, nói chung á làm tăng theo cái kiểu này á thì nó dạng là nó sao ta, nó đẹp, nhưng mà bên cạnh đó nó sẽ cũng sẽ có một số cái khó khăn nhất định. Ví dụ như những cái tăng mà bằng mica rồi y tông đồ này nọ thứ á, nghĩa là mình lên cái bản thiết kế ngay từ ban đầu luôn. Rồi ở đầu mình làm theo những cái module mình ráp đại loại vậy, có nghĩa là mình chủ động được tất cả các thứ. Còn đối với khúc gỗ này á, thứ nhất là mình phải dựa vô cái khung của nó, cái có sẵn là cái khúc gỗ này ha. Đây là cái khối gỗ, xong rồi bắt đầu bạn đó mới khoét cái chỗ này đó. Rồi khoét tạo rãnh những cái này, nói chung là làm nó phức tạp hơn đó. Xong rồi tạo cái mấy cái rãnh này là có sẵn nè, xong mới bắn mica định hình rồi vô nè, tạo nè. Thì cái này nó khó hơn, nó đẹp hơn, nhìn nó sang. Tuy nhiên là nó cũng khó chăm sóc và khó cái, nói chung là cái gì nó cũng có được cái này mất cái kia đó. Thì cái này nó mình nghĩ cái cải tiến là nên cải tiến cái này nè. Cái này không nên bắt ốc cố định đâu, tại vì giờ mình muốn vệ sinh cái này cũng rất là khó vệ sinh nè, giờ phải mở ốc vít ra. Thì có thể là bạn Cường nói là anh Nam anh gửi về cho em đi, em cải tiến lại. Thì ngay từ ban đầu bạn Cường cũng có nói là em đang coi như là cũng vừa làm mà vừa thu thập ý kiến để cải tiến cho nó tốt hơn. Thì lần này có thể là nếu mà Cường có đang coi thì nếu được thì em thay mấy cái này nè, nó thành cái cục hít. Thì có gì nếu mà nó dơ ở đây anh gỡ ra anh vệ sinh luôn.
thì nó sẽ ok hả. Và bây giờ nó hơi khó ha, giờ là phải mở vít từng con ra, mà các bạn biết mấy cái vít này rồi, cái này mình chúng ta dặn ra dặn vô nhiều lần quá là nó tưa răng cái đầu vít, với lại nó tưa răng cái đầu gỗ, nó đầu nó hết thích thì cũng không ok lắm đó. Thì bây giờ á, đối với cái tổ này á, thì mình sẽ cho mấy bạn kiến này ra, cho mấy bạn kiến này ra, rồi mình sẽ gửi cái tổ này cho bạn Quốc Cường, bạn Cường, để bạn Cường cải tiến một số thứ, có thể làm những cái ống thông đồ này nọ các thứ cho nó kết nối đồ được nhiều hơn đó. Chứ cái này thì rất là đẹp nhưng mà nó cũng hơi khó thao tác, hơi khó nuôi. Thì mình bữa mình cho đàn kiến xong rồi nó mình thì mình tính nó xuống đây, mà xuống đây mới xong rồi nó gọi là nó nắm luôn trên này nè, mà giờ khó tháo ra nè. Và tụi nó phần đông thì nó tập trung bên này, đang tập trung bên này, chung rụng cũng khá nhiều rồi đó. Cái này nó nói chung là tại mình chưa hiểu lắm nha, mình chưa hiểu lắm mình hỏi chứ mình cũng không có gì. Thì cái chỗ này thì ở cái khâu mà kết nối á các bạn, ví dụ như chỗ này thì không có đủ không gian để mà mình cho mồi vô để nó ăn, mình chỉ đủ không gian để một chén bên này là một chén nước với một chén nước đường thôi. Thì giờ mình muốn gọi là mình kết nối thêm một cái khoang để chế cho nó thành cái khoang đồ ăn á, thì mình không biết kết nối chỗ nào, tại vì cái đường kết nối thì nó nằm ở trên này lận. Giờ mình kết nối cái ống ra đây rồi này nọ các thứ thì mình chưa biết kết nối bằng cách nào đây đó. Thì cái này bạn Cường là chuyên gia và nhà thiết kế thì người ta sẽ có những cái phương án. Thì cái này mình sẽ lấy kiến ra và mình gửi về cho Cường để Cường cải tiến nâng cấp nó lên đó. Làm mấy cái cục hít này thấy nó cũng ok. Bạn Cường bữa mình thấy trên Facebook là bạn có làm một cái giống như là cái đế của một cái cây cổ thụ đây nè, bữa rất là bự, xong rồi bạn cũng tạo nét, tạo đồ ra rất là đẹp, rất là sang á. Cái đó mình nhìn cũng mê á, không biết nhiều lúa không, vừa mình đem về chơi. Nhưng mà cái đó thì nó phải có một cái phòng, rồi cái phòng đó phải mát mẻ, gắn máy lạnh rồi sao này nọ. Nói chung đẹp thì có đẹp nhưng mà cần phải cải tiến sao cho nó tiện lợi, dễ sử dụng, dễ nuôi. Ồ, mở cửa ra mát quá. Mở cửa ra y như mở cửa phòng máy lạnh luôn. Tốt, good. Còn cái này là tụi kiến thợ dệt. Thì mình thấy nó uống nước cũng khá nhiều nha anh em. Uống nước là hầu như ngày nào mình cũng thay hết, cũng thay nước cho nó hết trơn á. Khi mà cái bông gòn nó dơ quá, mình bỏ cái lớp dơ đi. Người này thì nó cũng thích nghi khá tốt. Bu đen ngặt này luôn nè. Nãy bơm nước tụi này chưa ta? Bơm rồi. Ha. Thấy không? Thấy đen đặc này không? Đó. Đó, đen đặc luôn nè. Thì tụi này có vẻ đây nó cũng thích nghi ok á. Ăn uống rồi cũng có ăn. Bắt đầu đào nè các bạn. Tụi này thấy đào không dữ ha, nó xới cái nền này lên, nó đầu lúc trước mấy cái cát này đâu có đâu nè, lúc trước mấy cái này nè nó dính chặt cái dưới nền luôn nè. Và tụi này nó vô nó đào nó xới với cái cũng bong chóc nè. Thì hôm bữa mình có giới thiệu về cái dòng kiến này, kiến thợ dệt này là nó thường làm tổ ở trên cái
cái đường mà xung quanh cái bì rừng nó làm trên mặt. Và cái đặc điểm nhận dạng của nó là chúng ta sẽ thấy cái phần đất nó được đào xới mịn đó, trước cái cửa hang của nó đó. Thì nè, ở đây là mình thấy rõ cái tập tính của nó nè. Trước là mấy cái này nó được đổ keo rồi, nó dính chặt cái chứ cái nền đất luôn, mà nó đào xới riết. Bây giờ ba cái sỏi này nó đầu nó chồi chồi lên nè. Thì coi như là đúng cái tập tính của nó rồi. Đào hang nè, nó muốn đào hang nè. Ok anh em, thì có vài cái cũng một số cái mất mát, cũng có một số cái mới về để phục vụ cho cái việc chăm sóc các bé nó tốt hơn. Ví dụ như là tủ mát và cái việc mà cải tiến lại cái tăng. Nó vừa mang tính chất thẩm mỹ mà vừa phải đảm bảo được cái kỹ thuật, vừa đảm bảo được cái sự tiện lợi khi mà chúng ta chăm sóc. Ví dụ như cái tăng này thì nó đẹp về mặt hình thức, ngắm nhìn thì rất là đẹp. Tuy nhiên là nó về mặt chăm sóc thì nó hơi cực chút xíu. Nó cũng giống như anh em nuôi igu trong cái chuồng chuồng lưới á, thì nhìn nó không có đã bằng nuôi cái chuồng kính. Tuy nhiên cái chuồng lưới á, thì được cái dễ dọn dẹp vệ sinh, sạch sẽ, thoáng mát. Còn cái chuồng kính á, thì nó nhìn nó đẹp về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên cái chuồng kính á, thì chúng ta phải đổ cái nền, đổ cái chất nền. Chất nền là khi mà nó đi vệ sinh vô nó thì chất nền nó sẽ dơ, rồi khó lấy ra, tạo mùi hôi đồ này nọ thứ. Nhưng mà được cái nó đẹp con mắt. Thì cái đó là tùy vô cái nhu cầu, cái sở thích của mỗi người ha. Có người thì ta cần sự tiện dụng, có người thì người ta cần sự thẩm mỹ. Còn mình thì mình cần cả hai luôn, đâm ra nhiều khi nó cũng rắc rối đó. Thì cái này cần phải cải tiến lại. Thì bên cạnh đó thì có những cái mất mát. Những cái mất mát này đôi khi nó cũng đến từ ví dụ như cái bầy đó nó không có được thoải mái, hoặc là do cái quá trình nuôi của mình nó không được tốt, thì mình sẽ quan sát để mình coi mình cải thiện được cái nào. Cải thiện thì trên tinh thần là chắc vài bữa nữa cái tụi cái con quật cơ cuối cùng của cái bầy Chabon chắc nó cũng đi bụi luôn rồi đó. Thì nó không có queen để mà nó đẻ ra cái thế hệ tiếp theo nữa, thì chắc cái đàn đó là nó chắc chắn là sụi rồi. Thì mình đang kiếm một cái đàn Chabon mới. Ha, anh em nào biết ai có hoặc là anh em có muốn chia lại thì có thể inbox cho mình nha. Thank you anh em rất là nhiều. Ok mọi người, cập nhật một chút xíu về cái không gian nuôi kiến của mình. Và trong nói chung là mình giờ mình đang nôn lắm rồi đó. Đang rất là nôn mà có một cái không gian dành cho kiến và các loài côn trùng khác nữa. Để mình ngắm chơi, rồi mình có thể cập nhật tình hình với mọi người. Để phong trào mình nó ngày càng phát triển tốt hơn. Thì đang nôn lắm rồi đó, giờ đang chờ coi nghiên cứu cái vụ mà làm chủ được cái nhiệt độ của cái phòng nuôi là bắt đầu mình sẽ chơi mạnh dạn ha. Ok mọi người, rồi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Hẹn mọi người ở clip sau của Nam Ngô nha.